Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh của Dương Khải Gaming. Và Dương Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Và video này thì Khải có một sự so sánh giữa cây kiếm và cây nỏ của Khải, nó là Khải thích cây kiếm này hơn em. Là hiện tại ông này đang rang 10 kim. Đang rang 10 kim với cây kiếm khá là đẹp. 9343. Nhìn vào cây kiếm này với cái tỷ lệ chính xác 150 điểm thì Khải cực kỳ ưng luôn em. Với lượng kháng độc 15 nữa thì cây này mà đánh tống kim này khỏi phải bàn em à. Cây này mà đánh thông kim khỏi về bàn. Cái vấn đề ở đây là bây giờ hỗn binh như thế nào đỡ ra cây nỏ đây nè em ơi. Không biết là sớm hay muộn, nhanh hay chậm. Nếu mà chậm thì sẽ mất một mớ tiền, mà nếu mà nhanh á thì không mất bao nhiêu. Nếu mà cây này mà dao động hỗn binh tầm 4 đến 5 lần lên là ok luôn em. Mong là vậy, tại vì cây này nhìn đẹp quá, quá chất. Cây này ổng ra 10 kim anh em. Này ổng ra 10 kim qua này mà Khải bị em Khải trả giá được 6 kim. Chung là cái này chỉ muốn ra cái nỏ nó đẹp thôi, mà cái nỏ Khải này, cái nỏ Khải thì vẫn ok đấy, mà nó chỉ được là 3947 thôi. 3947 thì Khải không ưng, Khải chưa ưng được lắm đó. Cái nỏ này thì 3947 thôi, cái nỏ này chỉ tốn khoảng 2,5 kim là có cái nỏ rồi. Rồi cái kiếm này Khải vẫn muốn là cái kiếm này sẽ về cái nỏ nè. Nói chung là mình chơi đến bến nè, mình không có ngại đó, mình rất muốn cái kiếm này sẽ mong hoán về cái nỏ. Không biết sẽ như thế nào nhưng mà mình vẫn quyết tâm đưa cái kiếm này về cái nỏ. Cái nỏ này nếu mà đánh sập server luôn nha anh em. Cái nỏ đánh tống kim sập server luôn ấy, không còn mua thêm. Đó, quá đẹp, 9343. Kháng độc và tỷ lệ chính xác 155 điểm. Cái này mà sấy vào thì có chết thôi nè, không chạy nổi đâu. Còn cây Khải này cùi á, cây Khải chỉ gọi là tầm sơ sơ thôi, chứ không phải là gọi là ok. Mua đỡ về đánh tống kim nha anh em. Mua đỡ về đánh tống kim. Đó, xúc cái này với 6 kim. Ok thêm. Phải hóng binh nữa. Có thị tinh đó không? Bán cho ít. Mua luôn thị tinh luôn em. Xem có thị tinh không? Mua vài viên lam. Ừ, phải ép rồi. Về nó. Có lam với lục thị tinh không? Hiện tại vì thị tinh Khải có cũng rất là nhiều. Nhưng mà tầm này thì lục thì có cũng 4-5 viên. Lam thì mới có 2 viên thôi. Đang đợi xem thử, nếu mà ok thì quất 5 lần hỗn binh luôn. Mong nó sẽ ra cái nỏ là ok nè. Tại vì cây này nó sẽ hơn cây Khải nhiều. Cây này cây của Khải bán lại chắc cũng được khoảng 2-3 kim. Rồi bù qua lấy cái tiền hỗn binh cho cây này thôi. Đó, lấy tiền hỗn binh qua cho cây kiếm này. Nếu mà kiếm này này về cái nỏ là thiệt anh em, đánh tống kim sập server luôn anh em à. Không cần phải ép, không cần phải mua cái nỏ nào thêm. Một cái nỏ này thôi là đánh ok là 9347 quá chắc rồi. Sấp rồi, có một rương à. Sấp rồi rồi, có lấy một cái không? Sao? Có lam không? Hết lục thì tên bán Khải. Tiếp tục sẽ diễn biến một series hóng binh. Mong rằng sẽ thành công. Lúc đây nãy anh Evan được Eclon anh em, được mớ đồ lắc tông kim đó. Anh Eclon được mớ lắc tông kim, lại lên bài bot các kiểu, chặt rương quá trời. Cái này giả tổ thì mất đi, chọc rương. Tiên thống lộ nè. Lộ đỡ góc này nè, đó. 42 bình, mấy cái này thúc lách đỡ chỗ này. Lách đá tông kim anh em. 50 lách nữa. Bỏ chỗ này. Rồi ok, nói chung thì anh em xem clip ủng hộ Khải một like nha mấy. Xét tới đây Khải sẽ làm một series hóng binh tiếp tục. Mong rằng cái nỏ này sẽ được về cái nỏ khá là nhanh. Ok, bye anh em nha, đừng quên cho nó một like và chia sẻ nha anh em. Bye mọi người.